Khi đó Big Family cũng để thua với tỷ số 0-4 trước đội bóng được đánh giá là ứng cử viên vô địch của giải đấu MU Việt Nam. Và trận đấu đã được bắt đầu. Đội giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ giành được vị trí thứ 3 cho MU Thanh Trì. Cú sút rất nguy hiểm. Cú sút là của số 18 bên phía đội bóng đỏ, Nguyễn Thanh Hà. Và sút bóng của Thanh Hà đã vô tình chạm vào chân của cầu thủ bên phía hàng phòng ngự của một pha sâu kim rất tốt và cơ hội dành cho Big Family. Nhưng cú sút của anh đã không thể bóng. Chân giữ không thành bên phía tay trái của quý vị và các bạn. FC Morning ra sân với một cơ hội cho FC Morning. Thực sự rất đáng tiếc. Một cơ hội 10-10 dành cho Văn Nghiêm trong tình huống vừa rồi. Thực sự quá trống trải và quá nhiều sự lựa chọn cho anh. Và ngay lập tức sau đó thì FC MU Thanh Trì, số 71 thủ môn Đức Huy và số 99 Hiếu Cô Cả. Cú đá phạt dành cho Big Family không thể qua được hàng rào của đội bóng áo đỏ. Có lẽ MU Thanh Trì đang bị bối rối trong những phút đầu tiên trước Big Family. Và cơ hội cho Big Family. Một pha xoay người sút bóng luôn là đội trưởng Văn Minh. Bóng tiếp tục trong chân của các cầu thủ áo xám, trở lại với đội bóng áo xám. Và cơ hội phản công dành cho Big Family. Cơ hội rất tốt và cú sút. Cú sút của Hiếu Cầu Cả là chưa đủ khó đối với thủ môn Ngọc Tú. Thực sự sự xuất sắc của Ngọc Tú đã cứu cho. Để bóng súng đáy tốt và cơ hội cho MU Thanh Trì. Vẫn là bài căng ngang của đội bóng áo đỏ. Tuy nhiên trong tình huống này trong những phút vừa qua thì có thể thấy hai đội bóng đang khá cần tài cân sức. Và Hiếu Cô Cả, rất nhiều cơ hội được trao cho Hiếu Cô Cả trong những phút đầu tiên của hiệp 1. Và cái duyên kỳ bản vẫn chưa tới với anh. Rất đáng tiếc dành cho Quốc Việt. Và tiếp tục là một cú sút của MU Việt Nam. Và sẽ có một pha đá phạt lên dành cho Big Family. Nhưng pha bóng cuối cùng thì anh ấy không thể đưa ra một đường chuyền ngon ăn dành cho đồng đội. Và một bàn thắng dành cho MU Việt Nam, chính xác hơn là MU Thanh Trì. Một pha ăn mừng rất ngẫu hứng của hai cầu thủ số 25 Quốc Việt và số 96 Đạt Ti Nhỏ. Và người ghi bàn trong tình huống vừa rồi là Quốc Việt. Một bàn thắng xảy ra vô cùng bất ngờ. Tiếp tục là cơ hội cho MU Việt Nam. Đường trả về tuyến này quá đơn giản và cơ hội. Và đã có bàn thắng thứ hai dành cho MU Thanh Trì. Tiếp tục là một pha ăn mừng rất ngẫu hứng. Và lần này cầu thủ ghi bàn là Mai Thành. Chúng ta thấy được một nụ cười rất mãn nguyện của Đạt Ti Nhổ. Tỷ số là 2-0 dành cho MU Thanh Trì. Sau khi để thua 2-4 trước FC Morning thì có lẽ ở trận đấu này Morning đã làm với họ ở trận đấu trước. Có được 2 bàn thắng ngay từ nửa đầu hiệp 1. Cơ hội cho Big Family.
Tiếp tục là một cú sút. Hai cú sút liên tiếp của Big Family đều không thể qua được những đôi chân của hàng phòng ngự. Một pha bóng lỗi của thủ thành bên phía FC Big Family và họ đã phải trả giá bằng bàn thắng thứ 3 dành cho FC Mù Thanh Trì. Thực sự pha xử lý của thủ môn Đức Huy là quá đáng trách, khi mà trước mặt anh là hai cầu thủ của đội bóng áo đỏ đang băng vào thì anh ta đã không truyền hoặc phá bóng trong tình huống vừa rồi mà chọn xử lý bóng. Và cái giá của pha xử lý bóng ngẫu hứng của anh là bàn thắng thứ 3 trận đấu này. Hiếu Coca, vẫn là Hiếu Coca, và cú sút của Hiếu Coca, một cú ra trần rất bất ngờ từ một khoảng cách rất xa của Hiếu Coca, bóng đi chìm và rất căng, nhưng cuối cùng cú sút thẳng của Văn Nghiêm, lực đi là tốt, tuy nhiên độ chính xác là chưa có. Và có lẽ sẽ là một pha sút thẳng của cầu thủ mang áo số 96 này. Sút! Anh không sút thẳng mà đã chọn chuyền về cho Quốc Việt. Và pha ra chân rất nhanh của Quốc Việt, rất căng, rất nguy hiểm. Tuy nhiên không